Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi một vòng thị trấn Ba Tri nha. Xem coi thị trấn Ba Tri có gì lạ. Mình đang bắt đầu là ngay chỗ gần ngay chỗ bến xe Ba Tri. Đó bên trái mình đó là bến xe Ba Tri các bạn. Bến xe này nhìn cũng khá là nhỏ. Ở dưới đây thì mình thấy nó khá là hoang vắng. Mình chạy xuống chút xíu nữa thì có Cùng Binh. Cái này thì nếu mà mình quẹo phải thì mình đi qua di tích Nguyễn Đình Chiểu, di tích cấp quốc gia nha. Cái đường nó làm lộ khá là bự. Còn nếu mà muốn đi vô thị trấn thì mình đi thẳng luôn. Mình đi bây giờ là khoảng 11 giờ trưa. Bây giờ xe cộ nhìn nó điều hiu. Ở đây thì mình thấy chả buôn bán gì tấp nập cả. Bên nhà thì nhà cửa thì cũng thưa hết. Phía trước mặt mình bên trái trái đó là đường đi vô khu đô thị Việt Sinh An Bình nha. Mà hồi mình về mình sẽ ghé thử khu đô thị này xem sao. Nhìn thấy cái cổng nó rất là hoành tráng. Còn cái đường này thì đường vô thị trấn. Ở đây thì có một cái ngã ba, bây giờ mình sẽ đi thẳng luôn. Một hồi mình cố gắng mình sẽ bo một cái vòng tròn để mình đi về ngay chỗ này. Phía bên phải mình thì có một cái thánh thất. Này chắc của đạo Cao Đài quá. Mình thì không có gành gì tôn giáo lắm. Ở đây thì nó có hai hàng cây nhìn khá là mát. Giờ thì mình đã đi vô thị trấn Ba Tri rồi nha. Mình sẽ đảo một vòng chợ coi. Trong đây thì mình thấy nhà cửa thì nó bắt đầu san sát nhau nhiều hơn. Có cái biển báo chợ để mình chạy vô chợ thử. Ở đây là gần như giống như là trung tâm của cái thị trấn này rồi. Đường ở đây nó không có thẳng, nó toàn là cong cong quẹo quẹo. Cái này mình đi lại gần chợ rồi nên thấy nó hơi đông người một chút. Đây là như cái đường vô chợ này để mình chạy vô thử.
Nói là cái chợ thì giống, thật ra là giống một cái đường, người ta buôn bán hai bên đường nhiều hơn. Nếu mấy bạn thấy hai bên toàn là những dãy nhà không? Ở đây thì bán cái cây. Buổi trưa thì thương lái thì vẫn còn bán, nhưng mà thấy khách đi mua thì gần như là chỉ có mấy người thôi. Còn nếu mà ở trên mình thì giờ này người ta dẹp hết trơn rồi. Ở trên mình thì chỉ được chợ sáng hoặc là chợ chiều thôi. Còn buổi trưa mà thấy còn buôn bán tấp nập quá. Thank you.
Ngay bên trái mình là gần như là trung tâm của cái thị trấn này. Nó có xe siêu thị, nó có chợ đêm nữa. Bên trái mình là nguyên một cái hồ nước nha. Đây là bờ hồ. Thì thấy khu vực này thấy nó là khá nhất ở đây.